Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái mẹo để quấn băng keo cho dây điện để đảm bảo nước không thể ngấm vào. Thì chúng ta phải quấn theo đường trôn ốc và phải căn cứ trên cái phương của dây điện. Đối với phương thẳng đứng thì chúng ta phải quấn từ dưới lên trên. Như vậy thì nước nó sẽ không bao giờ có thể lọt vô băng keo được. Đối với băng keo mà có in cái chữ nano ở trên bề mặt thì nó là một cái loại băng keo tốt. Nó có khả năng đàn hồi co giãn rất là cao. Cho nên là phương nào thì nó cũng sẽ rất là khó có thể ngấm nước vào. Nhưng mà để đảm bảo đúng kỹ thuật thì chúng ta hãy quấn từ dưới lên trên. Như vậy là đúng kỹ thuật và phát huy hết được cái chức năng của băng keo. Việc quấn băng keo để đảm bảo cắt điện, chống thấm nước là việc rất là quan trọng. Nó sẽ đảm bảo cho chúng ta không bị điện giật. Và còn tránh cái tình trạng hai mối nối ở gần nhau bị ngấm nước và gây ra chạm chập làm rớt CP, làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng điện. Tiếp theo thì đối với cái ống ruột gà thì chúng ta cũng sẽ cần phải băng keo nó theo cái phương là từ dưới lên trên. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ xem cái cách để mà nối hai đầu ống ruột gà là mà không cần phải dán băng keo. Chúng ta sẽ cắt ở dưới cái rãnh chìm, cắt cho nó đều để đảm bảo cái rãnh trên nó còn nguyên và đều như thế này. Với đầu ống còn lại thì cũng như thế, chúng ta sẽ cắt ở cái rãnh chìm và đảm bảo cái rãnh nổi ở trên nó vẫn còn nguyên vẹn. Và chúng ta sẽ khứa để nó tạo ra một cái ngấn như thế này. Sau khi mà nối xong thì chúng ta cũng có thể thấy là nó khá là chắc chắn, cũng không cần phải quấn băng keo. Nhưng mà để đảm bảo thì chúng ta cũng vẫn nên quấn băng keo và cũng quấn theo cái phương là nếu như mà phương thẳng đứng thì chúng ta sẽ quấn để đảm bảo nó là từ dưới lên trên và cái lực chúng ta sẽ kéo giãn nó ra để cho nó ôm sát vô cái ống. Như thế thì sẽ không bao giờ nước có thể lọt vô cái ống gen được. Sau đây thì tôi cũng sẽ test khả năng chống nước của băng keo điện bằng cách là khoan hai cái lỗ trên cái chai và quấn băng keo lại, sau đó thả ngập trong nước trong vòng 24 tiếng. Tôi đã viết một bức thư để gửi đến tương lai. Ok, bây giờ thì đã công bằng hơn rồi đấy. Đã 24 tiếng sau rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem kết quả. Bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra bức thư xem nó có bị ướt hay không. Đây là một bức thư ở trong quá khứ.